thất bại cha vẫn không ngần ngại. Yeah. Mẹ rất là tự tin và mỗi người một tính cách. Dù ngày mai ra sao chúng ta vẫn mãi bên nhau. Dù gian lao nhưng gia đình ta vẫn luôn yêu thương hey, nhau. Hey. We can fly, fly through the sky. Woo. We can fly so high. Gia đình là số một. Gia đình là số một. Oh, oh, oh. Hey. Gia đình là số một. Oh. Oh, 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 gia đình là số một, gia phải vậy đâu, bạn hiểu lầm rồi. Mình không có hiểu lầm gì hết á. Dung Y, tôi chỉ muốn giúp bạn à. Thôi đi, bạn đừng gọi điện cho mình nữa, mình ghét bạn. Dung Y, Dung Y, tránh ra. Dung Y. Gì vậy trời? Nè, tại sao lại khóc như con gái vậy? Kệ em đi. Nhưng mà em là em của anh, em không thể nào kể anh được. Em đi. Anh thấy quen nhau mà cứ giận nhau hoài vậy có vui không? Cái đó là chuyện của anh, mày hiểu chưa? Anh tự giải quyết được. Mày đừng có xía vô chuyện của anh. Tao nói một lần này nữa tao nha. Mày hiểu chưa? Hiểu chưa? Chà, này đàn ông dữ bay. Ủa, chú chuẩn bị đi nữa hả? Đúng rồi. Chú có thấy mấy con chuyện của con không? Chắc đâu trong đây nè, tự tìm đi. Dạ. Chú đi nha. Dạ. Chú Phúc ơi, chú đã quên điện thoại nè chú ơi. Chắc cũng đi rồi. Anh Phúc ơi, anh làm gì đó, anh rảnh không nói chuyện với em đi. Thầy Phúc hả? Không, em là Mẫn nè. Ồ Mẫn, ồ sao em cầm điện thoại của thầy Phúc vậy? Em tính nói cho cô biết là thầy Phúc để quên điện thoại, nên cô đừng có chờ thầy nữa. Vậy hả? Cô cảm ơn em nha. Mà sao cô khờ quá vậy? Cô cứ vậy hoài vậy? Hả? Em nói gì? Ủa cái gì vậy? Gì vậy Mẫn? Sao nghe điện thoại của chú? Cô Hiền gọi á, trả chú nè. Thằng này. Alo, cô Hiền hả? Tôi để quên điện thoại ở nhà, tôi quay lại lấy. Mà nè, thằng Mẫn có nói gì bậy bậy với cô không vậy? Dạ không có gì hết đó thầy. Nhưng mà hình như Mẫn đang có cái gì không vui hay sao á. Ủa, ba không qua phòng khám mà ba về sớm vậy ba? Chuyện trên tivi ba phải kêu Hoàng Anh mới đúng. Bữa ba nói nó bị dụng quá. Vậy con dạy đời ba rồi phải không? Con đâu có dạy đời ba chứ đâu. Con thấy sao con nói vậy? Trời ăn, lo ăn hết cái đám mình đi. À ba, con nghe nói tổng công ty Sông Hoàng Hài đó nó bị ảnh hưởng á ba. Sao? Vậy đó sao? Sao? Ủa con đâu có làm gì đâu, sao tự nhiên ba nóng với con vậy ba? Hai cha con mình tâm sự thôi mà. Con muốn tâm sự gì con nói đi. Thì nãy con nói ba đó, con nói thấy tổng công ty Sông Hoàng Hà gì bị ảnh hưởng á. Thôi được rồi, kết thúc tâm sự đi. Ba kỳ quá, ba lên tivi ba nói tùm lum tùm la, rồi phòng khám bị ế khách.
Rồi giờ tự nhiên về cái banh nổi nóng với con cháu làm sao? Ê! Tôi gì đó? Tôi gì? Mày mua cái gì? Mày nói lại, nhắc lại câu đó coi. Thôi con không nói nữa, con không nói nữa. Ba đúng kỳ luôn á. Tôi biết tôi là thằng bất tài. Ở TV tôi là thằng khốn. Nhà này tôi là ăn kẻ. Tôi là thằng già bất tài vô dụng. Tôi biết điều đó. Ba đừng buồn nữa. Có tụi con đây nè. Gia đình không ai nói gì ba đó ba. Ba biết là con thương ba. Nhưng mà không, ba mất mặt mũi mình lắm rồi. Ba không còn gì để nói nữa. Người ta coi thường ba lắm rồi. Ơi, ngay cả ông bác sĩ Xuân cũng còn cười nhạo ba được mà con. Ba nói gì? Ông bác sĩ Xuân mà ông dám coi thường ba hả? Được rồi, ba ở đây đi. Con qua bên nhà ông còn làm cho ông một trận. Thôi, cắt. Con đừng làm cái gì ông dùm lên nữa, là ba mất mặt thêm lần nữa. Ôi con ơi, vì nồi cơm của gia đình mình, đó con im lặng giùm. Thôi ba. Dạ con biết rồi ba. Mẹ ơi mẹ. Hả? Mẹ đi chợ hả mẹ? Ừ mẹ đi chợ. Con mua gì không? Dạ không. Con định nhờ mẹ đi qua tiệm giặt ủi á. Lấy đồ giùm con. Cái áo đầm hôm bữa con đi đám cưới với anh Hạnh á. À cái áo đầm đó. Rồi mẹ làm cho. Ừ. Cảm ơn mẹ. Ừ. Rồi. À quên nữa mẹ. Cái gì nữa? Sẵn tiện á, mẹ rửa xe giùm con luôn nha. Tại xe đi lâu quá trời không rửa, nhìn nó dơ quá. Ừ mà mẹ đâu biết chỗ nào rửa xe đâu. Ở gần chợ có đó mẹ. À quên nữa. Hả? Mẹ ơi. Cái gì? Mẹ nhớ dặn người ta là lấy cái khăn vải lau nha. Không thôi chạy xe mình đó mẹ. Trời ơi con. Mẹ đi chợ nè, mẹ mua đồ nè, rồi ghé tiệm giặt ủi nè. Lấy tùm lum đùm đề rồi sao rửa xe. Mẹ yên tâm đi, ở đó có nhiều người lắm, người ta sẽ phụ mẹ, người ta sẽ đem đồ xuống bớt. Ok, mẹ đi vui vẻ nha mẹ. Vui vẻ cái con khỉ, vui vẻ. Trời ơi, nó sai mình còn hơn Oxin nữa, tôi là mẹ chồng mà. Trời ơi, cái sai tôi được cho nên nó vui chứ tôi vui gì nổi. Trời ơi, rửa xe thì được rồi, còn phải biểu người ta dặn lấy cái khăn lau. Trời ơi, bực bội ha. Không bao giờ giận một lần đâu. Giận tùm lum thứ rồi nè. Ghét. Thầy ha, không có tế nhị gì hết. Tôi thấy dễ thương mà. Có dễ thương gì đâu thầy. Cái này nơi công cộng mà. Nhiều khi người ta mua vé vô đây không phải vì để xem phim đâu, chỉ để hôn nhau thôi đó. Hoàng Anh ơi Hoàng Anh, con có biết là mẹ có ba đầu sáu tay mẹ làm con không hết công chuyện không? Vừa phải đi siêu thị cầm một đống đồ rồi phải đi lấy đồ giặt ủi cho con rồi bây giờ đóng tiền gì nữa? Con biết, con xin lỗi mẹ nhưng mà bây giờ gấp quá rồi. Thôi con năn nỉ mẹ giúp con lần này nữa nha. Hôm nay á họ khóa sổ rồi. Thôi biết rồi, rồi bây giờ trường học ở đâu, đóng nhiêu tiền? Rồi, đóng liền. Trời đất ơi trời.
Tôi là má chồng mà chứ có phải làm thuê làm mướn cho nó đâu. Mà nó hết sai chuyện này tới sai chuyện kia. Đúng là con dâu trời đánh mà. Cút đi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ mà mẹ. Mày cút ra khỏi nhà tao. Tao không có thương dâu như mày. Mày nên nhớ nha. Mày là dâu tao chứ không phải là mẹ tao, nghe chưa? Tao không muốn thấy mặt mày nữa. Đi liền. Mày tưởng mày có tí tiền mà mày ngon lắm hả? Muốn leo lên đầu tao hả? Đi. Phải vậy chứ. Trời ơi, mẹ chồng đó, mẹ chồng, con dâu phải sợ mẹ chồng chứ. Công nhận bà Chính này. Mày không có đi nha. Hét ra lửa. Quái thiệt, tôi nể bạn nghe bà Chính. This is my favorite spot. This is your favorite spot. Right here. How come? It's kind of hard to explain, I guess. Phim gì đâu mà chán thiệt chứ. Okay, like that building. That's been there since 1911. And that's the Continental. That's LA's first skyscraper. Ủa cô Hiền, cô thấy phim này chán lắm mà. Bộ cô thấy hay lắm hả? Sao cô coi chăm chú vậy? That's also a parking lot. Dạ. Sao tự nhiên thầy Phúc nhìn mình chằm chằm như trời? Không lẽ... À, không, không, không đâu. Bình tĩnh, bình tĩnh. How would you make them notice? Thôi nha, thôi nha. Cái gì vậy cô Hiền? Tôi lấy bắp thôi mà cô làm gì thế ghê vậy? Làm em hết hồn. Gì hết hồn, cảnh nó cảnh tình cảm mà hết hồn. Vậy hả? Ăn bắp như này. Xin lỗi mọi người. Mọi người trật tự á. Ơi con gái một thời ho hen. Ừ, đang ca mà bạn gái cái nghe bà ho thôi, thời ho hen. Ôi sao ho dữ vậy? Để tôi coi cho. Trời đất ơi, sao mày nóng dữ vậy, sốt rồi à? Chắc tại tôi uống nước đá quá. Tại trời ơi, tại sao bổ nước đá? Bà phải uống nước sôi. Quên, nước sôi để nguội. Sao uống nước đá? Chắc tại đi ngoài đường nóng quá rồi về thấy nước đá thèm uống. Đi mà nắng nóng phải không? Trời đất ơi, rảnh quá. Làm gì mà xách xe chạy vòng vòng vậy là bà cảm nắng rồi đó. Ông có biết gì ông nói? Sao không biết? Tự nhiên tôi rảnh, tôi lấy xe tôi chạy vòng vòng hả? Tôi đi công việc cái con Hoàng Anh tôi mới ra nông nổi vậy nè. Phải không? Vậy tự nhiên không biết gì thôi đừng có nói. Thì bà nói tôi mới biết, sao không nói sao tôi biết? Tự nhiên nói ta rảnh rỗi đi chạy vòng vòng. Thì đó thôi, giờ nằm nghỉ ngơi đi, lấy thuốc uống. Trời ơi là trời, ho quá. Một đời hoài nhìn về tương lai mà thấy đâu. Thiệt tình á, đi ra đường thấy người ta mẹ chồng với nàng dâu mình mới thích. Cái bà dâu ơi, bà làm ơn bà qua nhà người ta bà học hỏi đi. Vô đi. Mẹ ơi. Hả? Con nghe nói mẹ bệnh hả? Ra đây một chút đi, con đóng thuốc cho mẹ uống nha. Đồ đạo đức giả. Một ăn ngày nó sai mình đi công việc nó chạy có cờ vậy đó. Rồi bây giờ nghe mình bệnh cái gì, ra đây con lấy thuốc cho mẹ uống, làm như săn sóc lo lắng cho tôi vậy. Tôi biết cái tâm địa của cô hết rồi. Con dâu khó ưa, dâu trời đánh. Mẹ, uống thuốc này đi mẹ. Hạ sốt với lại giải cảm đó. Ừ. Nè, mẹ uống đi.
À, quên nữa mẹ. Ừ. Đồ giặt ủi mẹ lấy á, mẹ lấy sót đồ phải không? Con kiếm hoài không có ra cái áo của anh Hạnh, áo vest á. Mẹ đâu có biết đâu, thì ra tiệm người ta đưa làm sao thì mẹ đem về vậy. Mẹ đâu có biết là con giặt bao nhiêu cái đâu. Mẹ ơi, đáng lẽ mẹ phải coi cái biên nhận để mẹ kiểm đồ lại, để không có bị sót, chứ mẹ làm vậy và mất đồ sao mẹ? Cô nói cái gì? Hả? Dạ. Tôi cho cô biết nghe, cả ngày hôm nay á, cô sai tôi như con ở rồi. Bây giờ hạ sách cái quần áo này là sao? Làm sao tôi biết cô đi giặt bao nhiêu cái? Mà cô biết có phải làm lại coi cái này cái biên nhận gì hả? Dạ con đâu có ý gì đâu mẹ. Cô đến đừng có được đặt chân lên đằng đầu nghe chưa? Mẹ ơi đừng hiểu lầm ý con. Cô đừng có tưởng là cô ra ngoài xã hội cô làm kiếm tiền, cô nuôi gia đình này rồi cô khi dễ bên chồng. Tôi cho cô biết nghe, cô đừng có làm như vậy nghe. Dạ con không có mà mẹ ơi. Trả treo hả? Mẹ trả treo hả? Trả treo hả? Dạ. Biết khỏi nhà này tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Đi. Mẹ. Hả? Hả? Mẹ đang suy nghĩ gì mà thường người ra vậy? Mẹ đừng có nói với con, mẹ suy nghĩ làm chuyện ác nha. Mẹ đâu có dám suy nghĩ chuyện ác đâu. Mẹ sao mẹ ngồi thường người ra vậy? Mẹ còn đi bệnh viện không? Không không. Con thấy mẹ không ổn lắm. Ủa hồi nãy con nói gì vậy? À con nói cái vụ mà giặt đồ á. Mẹ mốt đi lấy đồ, mẹ nhớ phải kiểm tra biên lai, ok? Ok, ok. Uống thuốc kìa mẹ. Ừ. Chắc chắn rồi, muốn làm chuyện ác. Nó chưa phát hiện. Trong suy nghĩ mình là ác thiệt. Mình đúng là ngu ngốc mà. Mất mặt quá. Khùng quá đi. Nhưng mà không biết có phải thầy Phúc cố tình làm vậy không nữa. Rồi sao đây, nhức đầu quá, nhức đầu quá đi, nhức đầu quá. Im re vậy ta, không lẽ hai mẹ con quỳ nhau hả trời, hết phim coi. Mày ra khỏi nhà tao liền! Đi ngay! Mẹ ơi! Con chào bất tích! Mẹ ơi! Con bỏ con! Mẹ ơi! Dạ tại sao không thật mày? Con xin lỗi mẹ mà! Tao kia mày rửa có máu rau à? Mày dạy đời tao hả? Cái thứ mày á! Ôi đứa tao còn đẻ được chứ chưa? Vậy á mới dạy được nó chứ. Cậu nghe bà chửi xíu luôn tại thiệt. Chửi tiếp mà chính. Mẹ ơi. Mẹ. Sao không vô phòng nằm nghỉ đi, nằm đây vậy mẹ? Ôi ơi mẹ nhức đầu quá à. Trong phòng nó ngột ngạt quá. Mẹ ra đây nằm cho nó thoáng chút. Mẹ mệt dữ không, con chăm cứu cho mẹ nha. Thôi khỏi, mẹ nằm chút mà khỏe à. Dạ. Ờ quên nữa mẹ. Hả? Hôm qua mẹ có lấy xe con đi đâu không? Con thấy nó bị trầy quá trời kìa. Cái gì? Con nói cái gì? Nó bị trầy vậy dưới đường con thấy trầy nhiều lắm. Không phải tại mẹ đâu nghe. Mẹ không có làm đâu nghe. Không, tại vì con thấy nó trầy quá thì con hỏi vậy thôi. Tại vì xe đó có mình con với mẹ chạy à. Cho nên con phải hỏi mẹ thôi. Mẹ không có làm hả? Ủa, nếu không phải mẹ là ai ta? Mẹ cô kia. Dạ. Cô ám chỉ tôi đúng không? Dạ không. Trời ơi mẹ chồng cô bệnh nên cô không lo. Hả? Cô lo có xe cô bị trầy. Rồi bây giờ sao? Cô muốn đời chứ gì? Tôi làm trầy đó. Cô đời phải không? Cô đời tiền cho cô nè. Cô đời tiền cho cô đây nè. Con người. Con người con. Mẹ con nhé. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi con không dám đâu mẹ. Tôi chịu đựng tôi đủ rồi nghe. Bây giờ mẹ không muốn thấy con mặt con nhỏ này trong nhà nữa. Cô đuổi ra khỏi nhà cho mẹ. Mẹ ơi mẹ, có chuyện gì mẹ bình tĩnh giùm con đi mẹ. Trời ơi, con không đuổi đi phải không? Mẹ chết cho con vừa lòng, mẹ chết đây nè, mẹ chết cho con vừa lòng. Mẹ ơi. Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài đi, mà mẹ. Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi. Chưa? Ok, ok, ok. Trời đất ơi, con không ok là tôi ghét nhất, con hiểu chưa? Ok, ok, con làm như là cô chủ gia đình này đang hơi giống là ok. Đi, đi chưa?
Đi chưa? Cái gì vậy mẹ? Đi chưa? Em đi ra ngoài đi, đi ra ngoài lên mặt đi. Đi. Ok, bình tĩnh, ok. Ok nữa. Bình tĩnh. Mẹ. Mẹ đang suy nghĩ gì vậy? Mẹ đâu có suy nghĩ gì đâu. Mấy nay thấy mẹ làm sao nha? Thấy trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ như muốn làm chuyện ác hay sao á. Mẹ đời nào làm chuyện ác. Uống thuốc đi mẹ. Thuốc hả? Ráng uống đi, hết bệnh á. Thuốc nghĩ đắng lắm á. Con có chuẩn bị kẹo cho mẹ rồi nè. Nè mẹ cầm đi, con lấy kẹo cho mẹ. Nhức đầu thôi mà cần gì uống mấy cái này. Uống thuốc vô xong rồi mình ngậm kẹo vô là nó hết đắng liền à. Ráng lên. Đúng rồi, ráng lên. Gần hết rồi. Rồi, giỏi quá. Kẹo nè mẹ. Mẹ. Một viên thôi. Cái này không phải, cái này ngọt dữ lắm, mẹ ăn là hại cho sức khỏe mẹ nữa đó. Vậy nha. Uống thuốc xong vô phòng nằm nghỉ nha mẹ. Ok. Cuối ngày là mày như rít vậy. Ra lệnh cho mày không? Ok. Tôi nghe là cô Hiền. 15 phút nữa tôi tới. Vậy nha. Chú. Cái gì? Con có chuyện muốn nói với chú. Chú đừng bận, nói sao nha. Chú con xin vài giây thôi. Chuyện gì? Nói lại đi. Chú, tại sao chú có gia đình rồi mà chú cứ như vậy hoài vậy? Con nói về bà gì vậy? Chú suốt ngày chú cứ thả thính cô Diệu Hiền. Thả thính? Thả thính là cái gì? Chú cập nhật đi chú. Thời buổi này mà chú không biết thả thính là gì hả? Thả thính có nghĩa là chú thả mồi dụ dỗ người ta đó. Chú làm vậy chú gieo hy vọng như người ta đó chú. Thằng này gieo hy vọng cái gì? Đây chuyện người lớn, con nít biết cái gì mà nói. Bậy bạ không à? Chú đi đây, trễ giờ chú ơi. Tưởng có chuyện gì chứ. Cô sao uống nhiều rượu mạnh quá vậy? Dạ em không sao đâu thầy. Có thiệt không đó? Mà tại sao uống nhiều rượu vậy? Thì đâu có gì đâu, tại vui mà thầy. Thầy Phúc làm cái gì vậy? Thầy Phúc sắp hôn mình hả? Cô Hiền. Dạ. Dính gì đây nè? Dạ. Chưa phải đây. Thả máy đấy. Dạ. Minh à, chia tay Dung Nhi đi. Cho dù ông có đánh tôi cũng nói chia tay đi. Nghe lời tôi, đá Dung Nhi đi, đừng để Dung Nhi đá mình. Ý nói là đá Dung Nhi á, đâu đá tôi. Đá Dung Nhi đi. Chia tay đi. Đau quá. Ông tự quyết định đi. Ông đau. Biên. Có chuyện gì vậy?
Hả cái gì? Yumi dám làm như vậy với anh mình hả? Đó, tôi cũng mắc cười lắm ông ạ. Tôi không hiểu tại sao mà mình lại thích Yumi đến như vậy. Tại sao anh mình có thể dễ dãi đến mức để cho Yumi quay quay dế như vậy chứ? Tôi phải cản Yumi không ạ? Tôi tìm cách xử lý Yumi thôi. Ừ. Ê, sao anh em mình tự nhiên thân quá vậy? Làm như có thân giao cách cả vậy đó. Ê, bậy rồi đó. Mình phải cản Yumi không ạ? Đúng rồi, bây giờ phải tìm cách thôi. Mày giờ làm sao đây? Bộ anh tính nằm vậy vì một đứa con gái suốt hả? Sao anh tồ quá vậy? Alo, Yumi hả? Tôi tưởng là bạn không bao giờ gọi cho tôi nữa chứ. À, mình xin lỗi bạn nha. Bữa giờ mình có suy nghĩ về chuyện đó. Chắc là bạn không cố ý phải không? Không sao hết á. Bây giờ tôi qua nhà Yumi liền. Tôi qua bấm chuông là Yumi mở cửa liền nha. Ok, mình chờ bạn nè. Đâu chưa? Dạ. Sao tự nhiên hôm nay thầy Phúc lấy xe hơi đi vậy? Hôm nay là cuối tuần, cho nên tôi mượn xe của ba, cố tình chở cô đi chơi á. Dạ. Sao xe không nổ ta? Gì vậy? Xe không nổ được. Mới hồi nãy chạy tới đây xe vẫn còn bình thường mà. Thầy cố ý không cho xe chạy. Không lẽ thầy muốn gì ta? Không phải. Thầy Phúc không phải là người như vậy. Chắc là mình phải kêu xe cứu hộ rồi. Còn cách nào khác không? Cô Hiền, cô sao vậy? Cô Hiền, cô bị gì vậy? Đừng. Cô bị gì vậy? Xin lỗi thầy Phúc. Hả? Không phải. Sao tự nhiên cái này nè. Công nhận cái thằng này nó lì thiệt chứ. Nó chịu được cái tính của con là hay lắm đó nha. Thằng này giỏi. Con thấy mình dễ thương rồi mẹ. Dễ thương rồi mẹ. Hình như Minh tới á. Con ra đón Minh nha. Nè, bạn bè là bạn bè, tập trung học là chuyện chính cho mẹ, nghe chưa? Mà mẹ thấy bữa nay con xinh không? Đẹp, đẹp hơn mẹ là cái chắc rồi. Cảm ơn mẹ. Mình xin lỗi bạn nha Minh. Bạn đừng giận mình nữa nha. Sao bạn không nói gì hết vậy? Mẫn, sao bạn lại ở đây? Minh đâu rồi? Mình không có ý gì đâu, tại mình tưởng bạn là Minh thôi. Yumi! Ủa, Long, sao ông đứng ở đây? Sao Mẫn nó bỏ chạy vậy? Có chuyện gì hả? Thầy có sao không thầy Phúc? Tôi không sao đâu. Mua thuốc thoa tan bầm là xong rồi. Em xin lỗi thầy Phúc. Không có sao mà, chỉ là tai nạn thôi. Cũng may xe tự nhiên nổ chứ. Thôi, bây giờ cô lên nhà đi. Cũng trễ lắm rồi đó. Dạ. Em cảm ơn thầy. Bye bye cô. Bye bye thầy. Bye bye.
Mận. Ủa, chú Phúc, chú đi đâu đây vậy? Con đi đâu đây? Con đang trên đường về nhà nè. Ờ, vậy thì vô coi xe em chú đi. Chú đi mua thuốc cái rồi chú chở về luôn. Dạ rồi, cũng được. Dạ rồi. Chắc là thầy Phúc giận mình lắm. Cái gì vậy cô Hiền? Dạ. Tôi lấy bắp thôi mà cô làm gì thế ghê vậy? Mình đúng là cái đồ dùng về mà. Bây giờ phải làm sao đây? Thầy Phúc à, em có chuyện muốn nói với thầy. Trời. Em xin lỗi. Em có món quà coi như là em chuộc lỗi. Em mong là thầy sẽ tha lỗi cho em. Thầy mở ký xuống đi thầy Phúc. Thầy Phúc, nếu như mà thầy không mở kiến xuống, em cảm thấy bản thân mình ngu ngốc lắm. Thầy Phúc, thầy Phúc, cô sao không cô Hiền? Ủa mà sao cô chưa lên nhà nữa? Ủa thầy ở đây rồi. Ai trong kia? Mận. 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 Mận sao vậy cô Hiền? Cô Hiền. Mẹ. Ừ. Dạ con muốn nói chuyện với mẹ. Chuyện gì? Thì cái gì vậy? Mẹ. Cái gì vậy? Cô đem cơm cho tôi ăn hay là con cốn tôi? Con xin lỗi mẹ. Tôi còn sống mà con quỳ con bưng vậy là sao? Tôi không muốn ăn. Đem đi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Đem đi, mẹ không có gì đâu. Mẹ ơi. Đem đi. Con đừng có tưởng là ăn cơm á rồi tha thứ cái lỗi lầm của cô. Đi, tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Đi. Bưng đi. Bưng đi. Bưng đi. Bưng đi. Ủa gì vậy mẹ? Ủa, vợ con đâu? Vợ con đâu có ở đây, vợ con dưới bếp chờ mẹ mà. Ủa, nó muốn nói gì vậy mẹ? À, vợ con nấu cháo chờ mẹ ở dưới, xuống dưới ăn đi mẹ. Ừ. Mẹ đi được không hay là để con bưng mẹ đi? Ừ, mẹ ổn mà. Mẹ khỏe chưa hả mẹ? Khỏe, mẹ khỏe. Đây, cháu đây, cháu đây. Cháu nóng nha mẹ, cẩn thận nha. Ừ, cảm ơn con. Ăn đi mẹ, ăn cho giải cảm. Ba. Ôi trời đất ơi. Ây da, bà xã tôi sung sướng ghê không? Mới bệnh chút xíu thôi, con dâu chăm sóc tận tình, nấu cháo cho ăn, phước đức quá trời luôn. Chắc vậy quá. Ăn thử ra ngon không mẹ? Có chừng nóng. Ừ. Được không mẹ? Ừ, ngon lắm. Ồ, hay quá ta. Vợ tôi nay nấu được mẹ tôi khen hay quá ta. Chia sẻ nguồn nước. À. À.
có ba lo luôn nha. Ăn nóng ngủ lạnh thì bệnh làm sao hết. Ý, nước nguội. Cảm ơn ông. Tự nhiên anh nói kìa. Anh anh quên nữa, chụp em tấm hình đi. Nè. Chụp cho mẹ với em tấm hình nhé. À, đứng chụp hình chi vậy con? Dạ con đưa lên Facebook hình gia đình của mình á, ai cũng có rồi, giờ còn thiếu mình mẹ thôi à. Trời ơi, lúc đang bệnh hoạn chụp thì được không? Được mà. Mẹ cười tươi lên nha. Bây giờ nè, xác định cho kỹ nha, là chụp một tấm để đời hay là chụp một tấm để thờ nè. Chuẩn bị bà. Thằng. Chuẩn bị nha. Anh đến nha. 1 2 3 Ngày xưa tôi lấy con heo mập đó là để chọc tức anh đó. Tôi không hề yêu ảnh, không có thương ảnh. Bà không hiểu con, đó là sự nghiệp của con. Tất cả thói hư tật xấu của anh tôi có thể nhịn được, có thể bỏ qua được cho anh. Bây giờ bà đặt bạo lực nữa hả? Tôi không chịu nổi nữa. Anh không có làm. Chiên chép bò sa đẹp, chiên chép bò sa đẹp. Mà sao nó không lấy cái đầm mà lấy cái áo vậy? Trời ơi, đi lần trước là lấy cái đầm rồi mà nó quên lấy cái áo, bây giờ nó quay đây nó lấy. Không phải đâu, tôi nghĩ nãy lấy cái đầm cho bà vợ, giờ lấy cái áo cho ông già. Đón xem tập 51 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 17 tháng 4 năm 2017 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Gia đình là số 1, oh, oh, oh. Gia đình là số 1, oh, 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 oh. Gia đình là số 1, oh, 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 oh. Gia đình là số 1, 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 hey.